Dùng sàn này mất công phải thuê người lau không tự lau nhà mỗi ngày được Trời ơi mình không có thích lau nhà hay là không có thời gian lau thì cứ thuê người lau dùm Còn không thích thuê thì cứ tự lau thôi anh Tại vì sàn gỗ cũng như mấy loại sàn khác ha, anh chị chỉ cần sử dụng nước lau nhà nè, giặt rồi vắt ẩm cây lau là lau được rồi. Sàn gỗ có đặc tính là giảm trơn trượt nên khi lau nhà xong mà chưa có khô hẳn cũng không có lo té đâu. Rất là an toàn cho gia đình mình luôn cho nên là anh chị mình cứ yên tâm sử dụng và lau chùi bình thường thoải mái ha. Anh chị thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn đã theo dõi video tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.